Chúc em tắt xôi á. Cảm ơn anh rất nhiều. Tết. Hi, xin chào cả nhà. Lâu lắm rồi hai anh em Kali với Phan Trang mới được gặp nhau, từ ngày ra trường cũng hơn mười mấy năm rồi. Chúng tôi là những người bạn cùng lớp ngày xưa, là lớp Đàn Tơ Rưng. Hôm nay em Phan Trang lên Kon Tum để gặp anh Kali, đập một cây đàn Tơ Rưng để em tiếp tục quay lại luyện lại đàn. Anh chúc em một cái đàn mới đắt xô nhá. Cảm ơn anh rất nhiều. Tết. Em còn nhớ bài Vù Khúc Hungary của Brian không? Không, em thì hay thích những cái bài Tây Nguyên và Mặt Trời. Thích Tây Nguyên và Mặt Trời hả? Anh thử nha. Do, son, mi, mi, fa, son.
Ô con mi fa son. Do si do re do si do re do si do. Do si do re do si do re do si do re do. Cơ bản là những cái bài nào mà liên quan đến Tây Nguyên thì nó không có được rồi. Rồi, tiếp nha. Rồi, cảm ơn anh nha. Nào, chắc chích thêm cái này đi. Rồi. Cây này chơi nhiều cho nên nó dẻo nè.